Sau khi trao đổi thì mình biết được nguyên một cái gian hàng bánh này là để chiêu đãi các anh chị phóng viên báo chí đã phục vụ lễ hội bánh dân gian qua các năm nha các bạn. Lúc 10 giờ ngày hôm nay là ngày 13 tháng 4. Đây là sơ vị nè các bạn, sơ vị của công ty Trung An. Sơ vị. Còn đây là bánh rau củ quả nè các bạn. À, bánh này bánh bắp cải tím nè, bánh bánh bắp và bánh củ cải. Còn đây là bánh dứa nha các bạn. Bánh dứa đạt huy chương vàng, những loại bánh này đều đạt huy chương vàng hết đó các bạn. Đây là bánh ống, bánh dứa mà ống nè các bạn, bánh ống truyền thống của Trà Vinh. Đây là bánh ướt ngọt. Còn đây là bánh tầm xe tay nè các bạn. Bánh tầm này cũng đạt huy chương vàng luôn. Thì đây là có bánh tầm bì thịt nè các bạn, thịt dưa leo và nước mắm chan bên. Đây là bánh da lợn nha các bạn. Đây là bánh đúc nè các bạn, bánh đúc cân á. Còn đây là bánh bánh bột lọc. Đây bánh bò cơm rượu nha các bạn. Những loại bánh này cũng đạt huy chương vàng tại các kỳ liên hoan. Ít chai. Con này là bánh bò thốt nốt nè các bạn. Bỏ vô cái vỏ cái cuốn thốt nốt này nè các bạn. Bò đường thốt nốt. Đây là bánh mẹ. Bánh này chiên nha các bạn. Có trứng nữa. Bánh xèo không dầu mỡ của Úc Hiên nha các bạn, cũng đạt huy chương vàng. Các bạn xem lại nha các bạn. Xin chào chị. Chúng ta gặp nhau hồi Tết tới giờ gặp nữa không? Đúng rồi, có duyên hết sức hả? Chị đến lễ hội này thì mấy giờ? Chị đi rất là sớm, đi khoảng 8 giờ là có mặt tại lễ hội rồi. Vậy đó hả? Rồi chị đã dùng thử món gì chưa? Chị đã dùng thử món bánh bầu, bánh bắp, xôi mít và bánh bánh xèo. Bánh bầu chị cảm nhận sao? Cũng rất là lạ miệng, ăn rất là ngon. Nói chung là bánh ở đây thì nhiều cái bánh ngọt đó mình sẽ ngán, nhưng mà ăn bánh bầu sẽ đỡ ngán hơn. Vậy đó hả? Rồi còn bánh bắp? Bánh bắp thì rất là lạ, có cái vị rất là lạ, nó thơm, mùi bắp và dẻo dẻo, ngọt ngọt, thơm thơm. Nói chung là ăn rất là lạ miệng, món này là món
Xôi mít thì sao? Đó giờ nghe nói xôi mít ngon lắm nhưng mà em chưa ăn, chị ăn chị cảm nhận sao, chia sẻ em ạ. Xôi mít thì theo mình thì mình không thích lắm, tại vì mình thấy cũng không có gì đặc sắc lắm. À, không ấn tượng xôi mít phải không? Mình không ấn tượng với xôi mít. Rồi mấy nào chị đến đây mấy kỳ vậy? Chị có ngại không mà em thấy chị cười hoài vậy? Không, tại vì chị cười cho đẹp thôi chứ không có ngại. Năm nay chị đến đây, chị thấy cái điểm mới là những cái gì nó khác biệt với năm trước không? Lần này mình đến thì mình cảm nhận ra là ban tổ chức là sắp xếp những gian hàng rất là ổn định và mình dễ tìm những loại bánh mà mình muốn mua. Mình ăn mình cũng thích đó, rất là dễ và cái vấn đề mà rồi chị thích chị những cái gian hàng mà chị đánh giá mà mới lạ gì đó, có gian hàng nào mới lạ như thế nào không? Đây là khu trình diễn giao lưu của các nghệ nhân và nhà báo nha các bạn. Đây còn chị này là khách tham quan, khách chị này là kia bằng có duyên với mình nè ha. Lần nào mình đi tham quan lễ hội hoặc là đi Tết xem quen chị thì mình đều gặp bạn này. À, chị gặp em mà chị có ấn tượng gì với em không? Bạn này rất là dễ thương, nhiệt tình, vui vẻ và quan trọng nhất là làm những cái việc này rất là quan tâm. Cảm ơn chị nha. Chúc chị ăn bánh nhiều ngon ngon, chút xíu nha, cái nào ngon cho em ăn với. Chào em, năm nay mình gặp nhau nữa rồi ha. Dạ, có mặt trên các lễ hội bánh dân gian qua các năm. Em có mặt ở đây rồi hôm qua hay là bữa nay mới có mặt? Dạ, hôm nay. Mới hôm nay hả? Em biết bữa nay có anh vô nên à. Hôm nay có gì mới không em? Phần nội dung các hôm trước là các cái gì kỳ nhân trình diễn, hôm nay là mình tập trung lại các cái món đặc sản, các cái kỳ nhân mà đạt huy chương qua các cái năm á. À, những cái gian hàng bánh đây là những gian hàng bánh đạt huy chương qua các năm. À, nãy giờ anh nhìn mà anh thấy anh không biết, bây giờ anh em nói anh mới biết á. Rồi là mình làm cái tiệc để giao lưu với các anh chị báo chí á, những người đã đồng hành với cái hoạt động bánh dân gian thời gian qua, cũng như là cảm ơn ban tổ chức tới các anh chị báo chí. Rồi là chút xíu nữa mình sẽ có buổi tiệc chiêu đãi các anh chị báo chí hả? Dạ, cái phóng viên nhà báo. Phóng viên nhà báo chút xíu nữa. Tại đây. Tại đây. 10 giờ. Rồi em tham gia dẫn chương trình gì? Làm cái nội dung chính thức của cái chương trình để giới thiệu đại biểu rồi các cái thành phần tham dự, và sau mình mời các anh chị tìm hiểu về cái các cái món bánh mình giới thiệu á. Bây giờ em có thể em giới thiệu sơ qua cho anh biết được không? Nhắc chút nữa. Tại vì nó sẽ sau khi trao đổi với bạn mình... mấy cô làm thì có thể mình vừa hỏi ở đây rồi nè, cô đang làm bánh trứng dẹp đó, cái món bánh trứng dẹp. Sau khi trao đổi thì mình biết được nguyên một cái gian hàng bánh này là để chiêu đãi các anh chị phóng viên báo chí đã phục vụ lễ hội bánh dân gian qua các năm nha các bạn. Lúc 10 giờ ngày hôm nay là ngày 13 tháng 4. Đây là sơ vị nè các bạn, sơ vị của công ty Trung An. Sơ vị. Còn đây là bánh rau củ quả nè các bạn.
À, bánh này bánh bắp cải tím là bánh bánh bắp và bánh củ cải. Còn đây là bánh dứa nha các bạn. Bánh dứa đạt huy chương vàng, những loại bánh này đều đạt huy chương vàng hết đó các bạn. Đây là bánh ống, bánh dứa mà ống nè các bạn, bánh ống truyền thống của Trà Vinh. Đây là bánh ướt ngọt. Còn đây là bánh tầm xe tay nè các bạn. Bánh tầm này cũng đạt huy chương vàng luôn. Thì đây là có bánh tầm bì thịt này các bạn, thịt dưa leo và nước mắm chèn vào. Đây là bánh da lợn nha các bạn. Đây là bánh đúc nè các bạn, bánh đúc cân á. Còn đây là bánh bột lọc. Đây, bánh bò cơm rượu nha các bạn. Những loại bánh này cũng đạt huy chương vàng tại các kỳ liên hoan. Ít chai. Con này là bánh bò thốt nốt nè các bạn. Rồi. Bỏ vô cái vỏ cái cuốn thốt nốt này nè các bạn. Đây, bánh bò đường thốt nốt. Đây là bánh mẹ. Bánh này chiên nha các bạn. Có trứng nữa. Bánh xèo không dầu mỡ của Úc Hiên nha các bạn, cũng đạt huy chương vàng. Các bạn xem lại nha các bạn. Không gian này là không gian để mà dành cho các nhà báo phóng viên giao lưu với nhau nha các bạn, chương trình giao lưu này các bạn. Đây không gian giao lưu bánh nha các bạn, chuẩn bị tới giờ nha các bạn.